Dạ xin kính chào quý bà cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Hương Quê. Dạ hôm nay là đầu tháng 2, con thay mặt cho Mạnh Thường Quân đến trao quà hàng tháng cho ông Hai. Dạ bây giờ cũng đến nhà ông Hai rồi, con mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng vào trong nhà nha. Dạ con chào ông Hai. Con để cái mic nha ông Hai. Hôm nay sức khỏe ông Hai ơi, vẫn tốt không Hai? Cũng bình thường đỡ ơi. Dạ, vẫn đi tới lui bình thường không Hai? Ít gì đâu. Dạ. Dạ hôm nay là đầu tháng 2, con thay mặt cho Mạnh Thường Quân đến trao tiền hàng tháng cho ông Hai nha. Dạ đầu tiên là ông bà Tư. Cảm ơn. Dạ. Mỗi tháng ông bà Tư đều gửi ông Hai là số tiền 500.000. Dạ đây, đây là phần quà của ông bà Tư. Dạ, sau đó là cô Diệu Hồ. Dạ. Cô Diệu Hồ cũng gửi tặng hàng tháng ông Hai là 500.000 luôn. Dạ, đây quà của cô Diệu Hồ. Cảm ơn cô Diệu Hồ, tôi bà Tư hết. Dạ. Như mấy lời bày. Dạ. Nhận tháng này nữa là ăn Tết nguyên đáng luôn hả ông Hai? Còn mấy hồi ha? Khoảng tuần nữa là tới Tết rồi. Dạ. Ông bà Tư với cô Diệu Hồ cũng gửi lời chúc sức khỏe đến ông Hai nha. Chúc ông Hai sống lâu trăm tuổi, lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc hết. Cảm ơn quá. Dạ. Và con cháu cũng vậy. Dạ. Rồi con chúc ông Hai có nhiều sức khỏe luôn nha ông Hai. Dạ, ông bà Tư và cô Diệu Hồ ơi, hôm nay là đầu tháng 2, con cũng thay mặt cho ông bà Tư và cô Diệu Hồ đến trao quà hàng tháng cho ông Hai là số tiền 1 triệu đồng. Dạ thì con cảm ơn tấm lòng của ông bà Tư và cô Diệu Hồ rất là nhiều luôn. Cứ mỗi tháng đều gửi quà đến ông Hai. Chào con bà Tư và anh hết. Dạ. Chúc ông Hai nhiều sức khỏe nha ông Hai. Dạ, con xin phép ông Hai con đi luôn nha ông Hai. Con chào hết. Dạ. Dạ ông bà cô chú, phần quà tiếp theo con thay mặt cho cô Diệu Hồ đến trao quà tháng 2 cho ông ba dân lưới. Dạ bây giờ con muốn đến nhà ông ba rồi. Dạ. Năm mới gia đình tôi chúc gia đình cô Diệu Hồ được tấn tài tấn lộc tấn bình an và vạn sự được như ý cô Diệu Hồ ơi. Dạ hôm nay cũng đầu tháng 2, con thay mặt cho cô Diệu Hồ gửi cái phần quà hàng tháng, phần quà có giá trị 500.000. Dạ gồm 10 kg gạo, một thùng mì, dạ một hộp bánh bông lan cuộn, trong đây là thịt, một ký thịt heo, dạ với 20 cái trứng gà. Dạ thịt với trứng để cho bà ba làm thịt kho trứng. Dạ dạ đây là tấm lòng của cô Diệu Hồ gửi cho ông ba với bà ba. Biết ơn cô Diệu Hồ nhiều lắm. Cô Diệu Hồ, ơn cô Diệu Hồ ông mình ăn Tết mạnh khỏe. Dạ. Cô gia đình tăng tài tăng lộc và vạn sự được như ý cô Diệu Hồ ơi. Gia đình tôi biết ơn con nhiều lắm. Dạ. Với hai con, dạ, con thì cũng nghe dành riêng cái phần ưu tiên cho ông ba với bà ba. Ông ba biết ơn hai con nhiều lắm. Dạ con cảm ơn ông ba với bà ba. Rồi bữa nay ông ba, ông ba đi giăng lưới có cá không ba? Được chừng 11, 12 con à. Dạ. À. Được con mấy con? 2 kg cũng bắn được 40 cà. Thì mình còn cá chết nữa. Được mấy 5 dạ. con, 2, 4 con nó chết gì đó. Dạ. Bán cho người ta thả tội mà. Dạ. Ông ba cũng đi giăng lưới kiếm dạ, cá bán dạ. Sống qua ngày. Sống qua ngày vậy đó cháu ơi. Mày mới kia con ơi. Đó mơ. Dạ cô ơi, hôm nay con đến nhà ông ba bà ba, con cũng thay mặt cô gửi cái phần quà cho ông bà ba rồi. Con cảm ơn tấm lòng của cô Diệu Hồ rất là nhiều luôn. Con chúc cho cô lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, là mang phát tài phát đạt, gặp nhiều may mắn luôn nha cô. Dạ. Chính ba cũng chúc cô Diệu Hồ dạ. có sức khỏe mà ăn may mắn, mà ít được nhiều, vô vài tỷ nha. Làm đi. Cô Diệu Hồ ơi, đang giúp dạ. mấy người nghèo, cô Diệu Hồ. Dạ. À, với mấy người già cũng cảm ơn cô Diệu Hồ. Cảm ơn anh cô Diệu Hồ cô nhiều. Năm mới cô Diệu cô tấn tài tấn lộc tấn bình an và vạn sự được như ý. Dạ. Sao lại ông ba cũng biết ơn hai con. Con cảm ơn ba với bà ba.
hôm nay đầu tháng 2 con cũng thay mặt cho ông bà Tư và cô Diệu Hồ trao quà cho ông Hai và ông Ba. Dạ con cảm ơn tấm lòng của ông bà Tư và cô Diệu Hồ rất là nhiều luôn. Dạ, dạ chúc ông bà Tư và cô Diệu Hồ lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe. Dạ dạ con cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn ông bà cô chú nha. Dạ, dạ. Xin chào.